Bananas in pajamas are coming down the stairs. Bananas in pajamas are coming down in pairs. Bananas in pajamas are chasing teddy bears. 'Cause on Tuesdays they all try to catch them on the way. Tập phim Ngôi nhà ba màu. Một ngày nọ, hai bạn chuối đến nhà các bạn gấu chơi. Các bạn gấu ơi, chúng tôi đến mời các bạn tham gia buổi picnic trên bãi biển đây. Chào buổi sáng hai bạn chuối. Các bạn đang làm gì thế? Chúng tôi đang sơn lại nhà. Sơn màu xanh lá cây. Không không mà cần. Cái này này. Nhưng tôi lại mua sơn đỏ rồi. Ôi không hai bạn chuối. Giờ chúng tôi biết chọn màu nào để sơn nhà đây? Chuối hai, tôi biết rồi. Họ có thể sơn nhà màu vàng. Thú vị thật đấy chuối một. Tôi cũng đang nghĩ màu vàng. Màu vàng là màu của mặt trời, màu của hai bạn chuối, của bãi biển, cát và thạch vàng. Tự dưng tôi nhớ ra, đã đến lúc đi picnic ở bãi biển rồi. Tôi nghĩ giờ chúng ta nên đi ra bãi biển trước đã. Đúng rồi, chúng ta đi xong rồi về chọn màu sơn sau. Tớ sẽ ở đây dọn dẹp một chút. Nhớ để dành thạch vàng cho tớ. Chúng tôi biết rồi. Tạm biệt. Lulu, Morgan và hai bạn chuối đã vui chơi thoải mái ở bãi biển. Họ đã quên đi việc phải chọn màu gì để sơn. Để tớ đỡ lấy. Để tớ đỡ lấy. Ôi hai bạn chuối, các bạn có sao không? Còn tại nhà ba bạn gấu, Amy đã bận sơn toàn bộ bức tường thành màu đỏ. Hoàn hảo. Amy, bạn đang làm gì thế này? Ồ, bạn không thấy màu đỏ trông rất đẹp hay sao? Không, tôi thấy không đẹp. Tôi sẽ sơn lại thành màu xanh dương. Rồi bạn sẽ thấy màu xanh dương mới là màu đẹp nhất. Tôi thấy màu xanh dương không có đẹp gì đâu, Lulu. Màu xanh lá cây mới đẹp. Đỏ, xanh dương. Xanh lá cây, xanh dương, đỏ. Ôi không, ôi đống bừa bộn, ôi đống sơn, ôi đống màu này. Đi ngủ thôi. Tạm biệt đống bừa bộn. Các bạn gấu ơi, các bạn đang ở đâu đấy? Họ không ở đây. Tôi có ý tưởng này chuối một, tôi cũng thế chuối hai, đã đến lúc tô sơn rồi. Vì thế, đêm hôm đó, khi ba bạn gấu ngủ, hai bạn chuối đã bắt tay vào làm việc. Ba bạn gấu không biết chọn màu đỏ, xanh lá cây hay xanh dương, nhưng chúng ta đã có cách chọn ba màu lại với nhau. Các bạn gấu sẽ rất vui cho xem. Chuối hai. Màu này tối nhỉ? Một màu xám xịt đặc quánh chuối hai, xám xịt đặc quánh ghê người chuối một. Giờ chúng ta giúp ba bạn gấu kiểu gì đây? Tớ đang nghĩ đây chuối hai. Làm thế nào để nhà ba bạn gấu có tới ba màu cùng một lúc? Đỏ, xanh lá, xanh dương. Đỏ, xanh lá, xanh dương. Bạn có nghĩ đầu tớ đang nghĩ không chuối một? Tớ nghĩ là có đây chuối hai. Để đến lúc khắc phục. Sáng hôm sau, khi ba bạn gấu thức dậy và bước xuống nhà. Ba dạy màu, đỏ, xanh lá, xanh dương đều cùng nhau xuất hiện. Bây giờ mọi người có thể vui vẻ rồi. Ba sọc màu nhìn sợ quá. Nó làm tớ ghê mắt quá. Phải xóa ba sọc màu này đi. Tớ nghĩ bạn nói đúng Amy. Chúng tớ xin lỗi hai bạn chuối. Chúng tớ biết các bạn muốn giúp đỡ. Đúng vậy, cảm ơn sự nỗ lực của các bạn. Các bạn, tớ nghĩ màu căn nhà trước đây đẹp hơn đấy. Đúng vậy, hãy sơn nó về màu ban đầu đi. Vì thế, hai bạn chuối và ba bạn gấu đã sơn lại căn nhà về màu cũ. Tôi nghĩ màu cũ sẽ được giữ lại trong một thời gian dài. I'll just take it up. I'll just take it up.
clues of this. No, 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 no